Mẹ ơi, mẹ có thấy cái cặp của con để đâu không ạ? Đây. Cha bố nhà anh. Hôm qua đi về vứt lung tung đây này. Mẹ cất vào kia. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Không biết tài liệu của con có để trong này không? Suốt ngày đi về là cứ vứt lung tung. À mẹ hỏi này, tối nay con có về ăn cơm mẹ không? Con xin phép mẹ một tí ạ. Dạ. Alo anh đây. Rồi rồi, anh biết rồi. Tối nay nhiệm vụ của em nhé là ăn mặc thật là đẹp, rồi anh qua anh đó đi chơi, nghe chưa? Rồi, ngoan là kiểu gì cũng có quà. Rồi rồi, thế nhá. Bye bye. Dạ, mẹ vừa hỏi con gì hả mẹ? Thôi không có gì đâu con. Con cứ đi làm đi. Vậy con xin phép mẹ, con đang hơi muộn tí ạ. Con chào mẹ ạ. Chào em, Phú Hoa có thể giúp gì được cho em? Dạ, chào chị ạ. Alo. Cháu xin lỗi ạ. Chị ơi, một bông này có giá là bao nhiêu tiền ạ? 30.000 một bông em ạ. Chị ơi, chị bán cho em một bông này được không ạ? À, hoa nhà chị không bán lẻ từng bông, tối thiểu phải mua 3 bông cho em ạ. Vậy hả chị? Đúng rồi em, chắc em mua tặng mẹ nhân ngày 8 tháng 3 à? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Cũng về em chỉ đủ tiền để mua một bông ạ. Thế em có đi cùng bố hay người nhà không? À, bố em... em không muốn nói cho bố em biết ạ. Thôi đợi chị một tí nhá. Hoa của em đây. Nhưng em không đủ tiền để mua cả 5 bông này đâu ạ. Chị biết nhưng mà đây là hoa mà cửa hàng tặng cho em. Nhưng em. Em cứ yên tâm. Cô chủ đã đồng ý tặng cho em những bông hoa này để em về tặng mẹ. Thật hả chị? Em cảm ơn chị. Em chào chị ạ. Chị cầm lấy đi. Ơ kìa, chị đang nói là tặng em rồi mà. Thì sao đây cũng là tiền em dành mua hoa. Thôi, bây giờ em phải ra cho mẹ đấy. Em chào chị. Trẻ con bây giờ đáng yêu em nhỉ? Dạ, hoa của anh xong rồi để em vào lấy cho anh. Không ngờ nó lại đẹp như thế này đấy chị ạ. Em yên tâm, đến với bông hoa thì không bao giờ khách không hài lòng cả. Em cảm ơn chị ạ. Dạ. Cháu có bị làm sao không? Lại đây chú xem nào. Cháu xin lỗi, tại cháu sơ ý ạ. Không, lỗi tại chú cũng không để ý. Nào hết.
À, có sao không? Cháu không sao đâu ạ. Cháu vẫn đi được. Bây giờ cháu phải đến chỗ mẹ cháu đã không chi muộn mất. Từ từ đã. Nào, thế có nhận ra chú không? Ở cửa hàng hoa vừa nãy. À, chú có phải cái người mà cháu va phải đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng. Thế cháu đang vội đi đâu? Cháu phải đến chỗ mẹ cháu ạ. Thôi được rồi. Bây giờ lên xe chú chở đi. Dạ tôi không cần đâu ạ. Cháu vẫn đi được ạ. Cháu bị đau như thế này làm sao mà đi được? Với lại nếu mà cháu đi cùng chú ấy thì có phải sẽ gặp mẹ nhanh hơn không? Sẽ gặp mẹ nhanh hơn. Mẹ cháu cho cháu đi nhờ xe nhá. Được. Thế mẹ cháu ở khu nào? Mẹ cháu ở gần khu lò vịt ạ. Khu lò vịt à? Chỗ đấy cũng gần công ty của chú. Nào, đi. Thế mẹ cháu làm ở khu lò vịt à? À dạ không, đấy là nhà của mẹ cháu. Nhà của mẹ cháu à? Thế sao hôm nay hai bố con không rủ nhau đi mua hoa tặng quà cho mẹ? Sao bất thường? Bố cháu cũng... Hoa này là hoa mẹ cháu thích à? Dạ vâng ạ, mẹ cháu rất thích loài hoa này. Bởi vì nó tượng trưng cho hạnh phúc trọn vẹn. Mẹ cháu bảo nếu cắm hoa này ở nhà thì nó sẽ đem lại hạnh phúc cho cả nhà đấy chú ạ. Chú không nghĩ hoa này lại có nhiều ý nghĩa như thế. Mà cháu còn nhỏ tuổi như vậy, đi ra ngoài đường không sợ? Sợ gì hả chú? Thì bây giờ ngoài đường có rất nhiều người tốt và cũng nhiều người xấu. Nhưng mà chú thấy bây giờ toàn người xấu thôi. Cháu không sợ đâu chú ạ. Bởi vì đang có người theo dõi và bảo vệ cháu rồi. Nên cháu chả sợ cái gì hết. Chú ơi, đến nơi rồi ạ. Ở đây hả cháu? Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều nhá. Thôi bây giờ cháu phải đi đây. Mẹ, ốc đến rồi này. Đố mẹ biết sau lưng ốc có gì nhá. 1, 2, 3. Ten ten. Đây là bông hoa mà mẹ thích nhất này. Mẹ, hôm nay ốc mua cho mẹ loài hoa mà mẹ thường mua về để cắm ở trong nhà đấy. Mẹ thấy có đẹp không? À, với cả con kể cho mẹ nghe chuyện này nhá. Xấu hổ cực. Hôm nay nhá, con đi ra cửa hàng hoa. Giờ không đủ tiền nên cửa hàng hoa tặng con bó hoa này đấy. Và hôm nay con suýt gây tai nạn mẹ ạ. Nhưng mà con biết là mẹ luôn đi theo con để bảo vệ con đúng không? Con biết mà. Với cả mẹ ăn cơm chưa? Mẹ lại chưa ăn chứ gì? Mẹ lại chờ bố đúng không? Thôi mẹ đừng chờ bố nữa. Mẹ ăn đi. Không chi là có hại cho sức khỏe đấy. Mà mẹ ốm là con thương mẹ lắm. À mà bây giờ ốc có thể tự lo cho bản thân này. Ốc nha, có thể này giặt giũ này, rồi là rửa bát này. Ốc có thể làm được hết tất cả các công việc luôn. Nên mẹ đừng lo cho ốc nữa nha. Mà sao dạo gần đây mẹ lại không về chơi với ốc vào buổi đêm thế? Mẹ bận công việc đúng không? Nhưng mà con không giận mẹ đâu. Bởi vì con biết mẹ còn phải lưu bu vào công việc nữa. Bởi vì ốc nhớ mẹ lắm. Khi nào mẹ về, mẹ nhớ là phải thức ốc dậy để ốc chơi với mẹ nhá. Bởi vì là ốc nhớ mẹ lắm. Mẹ ạ. Mẹ ơi. Mẹ nhớ về chơi với ốc mẹ nhá. Con
trai mẹ về rồi đấy à? Mẹ đang là quần áo chuẩn bị cho con, để mai con mặc đi làm nhá. Con à, đi làm về rồi thì đừng đi đâu nữa con nhá. Thôi, con lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm với mẹ. Hôm nay mẹ nấu cho con món khoái khẩu đấy. Mà này, mẹ già rồi, con đi làm về sớm một tí nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Cái cơ hội gặp nhau của mẹ con mình không còn nhiều nữa đâu con ạ. Tại sao tôi lại có một người mẹ như vậy? Mẹ ơi, mình dẫn đây nha mẹ. Đề bài hôm nay của các con là vẽ về mẹ. Vẽ đi, tí nữa cô vô thu bài nha. Ủa, mẹ Trúc bị gù hả? Ừ, đúng rồi, mẹ nó bị gù đó, trong nước cười lắm. Trúc là người hôm nay mình gặp á. Một cái bà gù á hả? Ừ. Ê Trúc, mẹ mày bị gù mà, mày phải vẽ cho đúng nha. Sao con lại đánh bạn? Trúc, cô nói con nghe không? Bây giờ cô gọi mẹ con lên nha. Cô ơi, cô đừng gọi mẹ con xin cô. Cô. Dạ. Dạ mẹ nghe cô. Thành ơi, em coi cửa hàng giúp chị có chuyện đi gấp. Dạ cô ơi, cô thông cảm cho cháu. Bình thường ở nhà cháu rất là ngoan. Tôi không hiểu tại sao hôm nay cháu lại đánh nhau với bạn như vậy. Để tôi về tôi nói chuyện lại với cháu. Dạ, thôi không sao đâu chị. Có gì về nhà mình từ từ nói chuyện với bé. Hay là hôm nay chị cho bé về nghỉ sớm nha. Dạ. Ăn cơm đi. Mẹ nói con ăn cơm đi. Bây giờ con muốn sao? Mẹ có dạy con đi đánh nhau với bạn không hả? Con muốn làm một người tử tế hay là một đứa con đồ mất dạy hả? Nếu tao có mẹ như thế này á, mẹ nó sẽ khổ chết quá. Tâm nước cười lắm. Mẹ bị ngu mà, mẹ phải vẽ cho đúng nha. Tại sao con lại có mẹ như mẹ? Con không muốn sinh ra trong cái nhà này. Trúc nè, hồi nãy sao con hổn với mẹ con quá vậy? Con có biết tại sao mẹ con lại bị gù lưng không? Ngày trẻ, khi mang bầu con, mẹ con bị mắc lao cột sống. Bác sĩ từng nói có thể nguy hiểm, đau đớn lắm khi mang thai. Nhưng mẹ con vẫn cố gắng. Mẹ con không có muốn uống thuốc vì sợ làm ảnh hưởng đến con trong bụng. Mẹ Trúc khóc thật nhiều. Bà thương mẹ con lắm. Mẹ con phải chịu đau đớn nhiều ngày trời. Mẹ sinh con ra thì vì chứng bệnh cũng làm lưng mẹ con gù gập xuống.
cơ quan cũ không có nhận mẹ con làm nữa, vì người ta sợ mẹ con làm xấu hình ảnh công ty. Mẹ con phải chạy vại đi xin việc nhiều nơi lắm, rồi mãi cũng có nơi họ thông cảm mà nhận mẹ con. Sáng rồi vào soạn sách vở vào cặp mới mà đi học. Nhưng cặp có như cũ mà mẹ. Đôi cặp này để sau này lớn lên không có bị còng lưng như mẹ, biết chưa? Con thì không ai bằng mẹ.